mới về chơi. Quên nữa. Cha con mới về. Cha con mới về. Cũng hay đứng nhảy nhảy vậy mày. Đi đâu mới về đó? Con đi lên chợ. Cái gì? Bà ơi. Bà. Con mình với Na nó chịu đi kiếm vợ rồi nè bà ơi. Cha, không phải. Đi lên chợ quải vỏ nè. Đi chợ. Đi chợ thì nói đi chợ. Làm tao mừng hụt. Nãy giờ nói đi chợ chứ nói gì đâu trời. Mày hổng hả mày? Lèm bèm gì đó. Đi vô. Để tao nằm xíu coi. Đi thì thôi, về là mắc chữ. Ủa? Mẹ đâu ta? Ôi cha. Mới có quét chút xíu mà sao nó mỏng ấy dữ ta. Ôi. Ủa mẹ, làm gì ở đây vậy? Ủa về rồi hả? Rồi sáng giờ con đi đâu vậy? Sáng giờ con uống cà phê với mấy bạn ở trên chợ á. Nói làm Sài Gòn mới về. Cha mẹ ăn cơm chưa? Chưa. Đợi mày về ăn nè. Vô chổng rửa mặt rửa tay sạch sẽ đi rồi dọn cơm ăn. Tao lên trước tao kêu ổng cái. Dạ. Ôi da. Ui. Ui. Gì vậy? Đi vô ăn cơm. Để làm sao bếp đó. Bơm xe đạp hay gì? Thôi bà ở nhà giùm tôi cái đi. Già cả rồi đi bộ không biết đi nổi không nữa. Rồi đặt bơm xe chạy. Thầy ơi, tôi hỏi ông ăn cơm không? Ăn cơm, ăn cơm. À không. Già cả rồi ăn tôm bụng khó tiêu lắm. Bó tay ông luôn rồi chứ. Viết nói đường ngang nẻo. Viết không lãng dữ lắm rồi. Cha không nghe hả mẹ? Nghe gì đâu. Để con. Cha. Mười đó. Mày khi dễ tao hả mày? Ông dốt mày ơi. Mày đưa mày vậy thì sao không đọc được. Vô chổng lấy cái nồi cơm ra cho ông coi là ông biết mà. Mày đó nghe, gần 30 nồi bánh tét rồi đó. Lo mà kiếm vợ đi. Tao với ông già rồi, sắp chờ không nổi rồi đó. Trời ơi, mẹ nói gì đâu không. Hồi đó con cũng có quen chứ không phải là không quen đâu. Con quen 3-4 con trên đây nè. Con Lan, con bà Chính cô đơn. Chứ con Hoa, cháu ông Bảo Phi. Cũng như con Tám Lát chảnh á. Mà con quen con nhỏ nào con cũng nghe người ta nói. Mấy con nhỏ đó, con gơi của cha hồi đó. Con sợ quá, con chia tay luôn. Mẹ, mấy nhỏ đó phải con gơi của cha hồi đó thì không mẹ? Ừ, con ghê của ổng không đó mẹ ơi. Cha này hồi đó quậy dữ lắm. Ủa, bộ cha em kể mẹ nghe hết luôn hả mẹ? Ừ, mà sao mà chia tay tụi nó uổng vậy? Quen thì cứ quen bình thường đi, có gì đâu. Vậy thì sao con quen được, con quen mẹ? Sao không được? Mày đâu phải con ổng đâu. Ai út đi mà.